Chiều nay cả nhà mình đi tour xe Jeep nè. Jeep đi 4 tiếng đồng hồ. Đi tham quan các điểm ở Mũi Né. Xe Jeep màu vàng. Và xe này thì rất là nhìn rất là phong cách nè. Giờ mình số tiền trước anh chị nha. Rồi thì số tiền trước nè. Đây là Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mình đi thứ tiên xong có đi làng chài Đồi Cát hả? Dạ, làng chài xong Đồi Cát Trắng. Đồi Cát Trắng. Đây thì cung đường biển. Cung đường biển. Cung đường biển là sẽ có cái quạt điện gió đúng không? Dạ, cung đường biển là mình chụp ảnh cái xe dép với biển. Chụp xe. Đây là bây giờ là điểm tham quan suối Tiên nè. Suối Tiên trong cái tham quan buổi chiều hôm nay. Bây giờ mình sẽ gửi dép vào đây. Dép đây thì mình sẽ đi bộ. Bỏ đây. Bỏ bên rổ bên này con. Trả tiền luôn hả chị? Trả tiền luôn. Bao nhiêu tiền? Dạ 4 người 20. 4 người. Dạ. Rồi xong giờ đi xuống. We could have just left our shoes in the Jeep. Ủa đi ngược lên hay ngược xuống vậy? Đi lên hướng này hả? Lên hướng tay phải này. Dạ dạ, chứ mấy người này sao? Cái đó người ta đi ra lại. Dạ dạ. I'm sold. Turn right. Turn right. Em mình đi vô hướng tay phải vậy em. Dạ dạ. This is the coolest dirty river. Freeway is left. Đây. Đây các bạn cái suối nè. Thì mình đi bà con đi lội suối này. Trời đẹp dễ sợ chưa? Đi qua bên này con đi giữa, đi giữa. Đi cái suối nè, nước ở trên cái đồi cát nó chảy xuống nó thành cái dòng suối như thế này. Và người ta làm du lịch. Thì đi lên trên kia như đẹp hơn, dưới này thấy bình thường nè. Dưới này là mình đang lội thì thấy cũng bình thường thôi. Em cũng vừa thăm anh ơi. Dạ. Hai bên là người ta bán đồ du lịch ha. Mũ nón đồ. Đây là hồi nãy là gửi dép là vậy đó, tức là đi xuống đây là đi chân không thôi. Ha bộ làm tiếp
bán hàng lưu niệm, có cả tiếng Việt nè, tiếng Nga, tiếng Anh. Đi lội suối, suối Tiên ở Phan Thiết, Mũi Né, Phan Thiết. Thì mình thuê xe từ trên chỗ cái homestay, cái khách sạn mình ở trên kia là xuống đây là sẽ đi tham quan 4-5 điểm gì đó, là một xe như vậy á là 550. Còn có một số cái tùy chọn khác, ví dụ như các bạn chị đặt tour thêm thì thường là trên 600.000. Tức là nếu mà đi 2 người thì cũng giá đó, mà đi 5-6 người cũng giá đó. Cái xe Jeep nó chở đi, bao gồm tài xế nó chở xe mình đi. Anh chị đang đang chống sạt lở hay? Chống sạt lở. Chống sạt lở. Này lên dần trên này thì mới đẹp, là có cái cảnh giống như là nó hoang sơ hơn một tí xíu. Mấy anh chị em người Hàn Quốc quá. Anh nhanh hết xe vô. Đá nha con, đá. Đi đi lên kia, đá ngầm như đau chân đó, đá ngầm như là đau chân. Đi đi. Đi lên trên này, đi dọc. Có cái tảng đá từ này đau chân đó con. Đi nhấc chân lên, các bạn nhấc chân lên. Cái dòng suối này thì ở trên những cái đồi cát nó hình thành những cái dòng chảy rồi nó xuống cái khe này tạo ra cái suối, thì người ta khai thác du lịch ở trên cái tiếng này, đi bộ trên cái dòng suối này, cái này suối Tiên. Ở chỗ này thì có cái vách cát đẹp hơn nè. Nhiều người trèo lên này. Khúc này thì đẹp hơn là phía dưới kia. Đây trên đường đây thì gặp khá là nhiều khách Hàn Quốc nè, Trung Quốc nè. Đến cái đoạn này thì mình thấy là khá là đẹp, tại bên cái sườn bên này thì có những cái vách
đất đỏ cát rồi nó mưa rồi qua năm tháng nó tạo thành những cái giống như là những cái vách đá rất là đẹp nhưng thực ra là cát thôi. Đây các bạn chỉ có thể thấy là nó có màu màu đỏ màu trắng nó pha trộn nhau, và mình đi dọc cái cảnh này thì mình chụp hình sẽ khá đẹp. Đây lúc mà mưa bão gió thì bị xói mòn tạo nên những cái vách đá đẹp hơn. Thì đi dạo dọc theo cái dòng suối này cũng có cảm giác cũng thú vị, nhìn chung thì nó cũng hoang dã đẹp đẹp theo kiểu hoang dã hoang sơ. Suối Tiên Farm. Ở đây cái khung cảnh xung quanh các bạn chỉ có thể thấy là tạo thành những cái mảng giống như là nhũ thạch đá nhưng mà thật ra là cát thôi, bào mòn theo năm tháng. Đây các bạn chị có thể thấy là những cái mảng cát này khá là đẹp, pha giữa màu đỏ nâu, màu trắng, tạo ra một cái bức tường cao cũng như là đủ màu sắc luôn. Lúc này mọi người chụp hình rất là đẹp, lên ảnh sẽ rất đẹp. Như vậy là tới đây là mình kết thúc cái đoạn đi dạo ở suối Tiên Mũi Né nè. Lên đây lấy dép lại mang và đi tiếp. Lấy dép nha chị. Không có đi vòng. Mình lấy dép rồi mình ra đây mình rửa chân nè. Rửa chân xong mình đi cái đặng tham quan khác. Giờ cả nhà mình sẽ lên xe buýt tiếp để đi. Giờ mày đi tới đâu em? Giờ mày đi đâu? Ở sau. Đi lần chài rồi đồ cát hả?